Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tỉnh Hưng Yên còn hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và điều này đã được ghi nhận với chỉ số xanh cấp tỉnh PGI lần đầu tiên công bố năm 2013. Hưng Yên đứng ở vị trí khá cao, xếp thứ 14 toàn quốc. Phát triển kinh tế gần với bảo vệ môi trường đang được chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung tay thực hiện. Không chỉ đầu tư khu xử lý nước thải tập trung có công suất 15.000 mét khối trên ngày đêm, lớn nhất tỉnh Hưng Yên hiện nay. Khu công nghiệp này còn đầu tư trên 10 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nhằm phát hiện từ sớm, từ xa các sự cố môi trường. Hơn thế nữa, không chỉ sản xuất sạch, khu công nghiệp với nhiều dự án công nghệ tiên tiến hiện đại này còn đang hướng đến sản xuất xanh. Đối với các nhà máy sản xuất thì năng lượng xanh chính là một trong những yếu tố tạo nên sản xuất xanh. Với xu hướng phát triển này, chúng tôi đã và đang thực hiện các dự án sản xuất năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và tiêu biểu là điện mặt trời áp mái. Hơn nữa, chúng tôi luôn cố gắng khuyến khích các khách hàng sử dụng năng lượng xanh nhiều nhất có thể. Chúng tôi có niềm tin và ước mơ sẽ cung cấp 100% năng lượng cho các nhà máy là năng lượng xanh. Hiện nay, cả 7 khu công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Hưng Yên đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất từ 2.500 đến 15.000 mét khối trên ngày đêm. 100% chất thải nguy hại được xử lý. Tất cả các dự án đầu tư đều phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 34 trạm quan trắc tự động được lắp đặt để kiểm soát, ngăn ngừa từ sớm, từ xa sự cố môi trường. Tỉnh tiếp tục kiên quyết không tiếp nhận dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao và thực tế năm 2023 đã từ chối tiếp nhận một dự án như vậy. Đồng thời, xử phạt 17 đơn vị vi phạm về môi trường, với 237 cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Con số này của Hưng Yên cao hơn khá nhiều so với mức trung bình 147 người của toàn quốc. Từ năm 2019, tỉnh Hưng Yên ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải cao hơn quy chuẩn của Trung ương. Việc thực hiện chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết số 08 của tỉnh ủy Hưng Yên có 3 chỉ tiêu đạt trước thời hạn. Do đó, năm 2023, khi chỉ số xanh PGI lần đầu tiên được công bố, với điểm số tổng hợp 15,77 điểm, Hưng Yên xếp thứ 14 cả nước, trong đó có 2 chỉ số thành phần nằm trong top 10. Năm đầu tiên Hưng Yên đứng ở vị trí 14 cũng là một cái vị trí rất là cao trong bảng xếp hạng. Thì tôi cho rằng đây cũng là một cái thành quả trong cái sự giữ gìn môi trường, sự quan tâm đến bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế của Hưng Yên. Không phải vì phát triển kinh tế xã hội mà đánh đổi môi trường, Hưng Yên luôn luôn có hướng đi là phát triển bền vững và tăng trưởng xanh để làm sao mà các dự án về Hưng Yên phải là các dự án là có công nghệ cao, thân thiện môi trường, tạo điều kiện cho cái môi trường sống của nhân dân tại Hưng Yên được cách tốt nhất. Nếu chúng ta vì sự phát triển mà không quan tâm đến phát triển xanh thì một thời gian rất là ngắn thôi thì lại phải bỏ ra một lượng chi phí rất lớn để xử lý môi trường. Như đấy là gọi phát triển nóng. Vậy là cái quan điểm của Hưng Yên là luôn luôn là phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên có sự đột phá mạnh mẽ về kinh tế xã hội. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi phát triển kinh tế được gắn với phát triển bền vững, phát triển bao trùm để người dân thực sự được hưởng thụ thành quả của phát triển. Với những định hướng, giải pháp đồng bộ, tỉnh Hưng Yên được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng hạng chỉ số xanh cấp tỉnh PGI, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh.